Và chiếc giày bao hôm nay lại xin chào cả nhà nha. Hôm nay em về được một cái lô mai chiếu thủy rất là đẹp luôn nha. Cây nó có chuẩn bị ra một cái nụ nhỏ rất là dễ thương và rất là thơm luôn nha cả nhà. Nó nè, nè, cái này là cái nụ nhỏ của nó nè, chuẩn bị ra rất là nhiều luôn. Và đặc biệt là cái lô này của em á là đã sửa nha, có tay có chân hết rồi nè. Thấy chưa, đây một cục, đây một cục, lên đây ha. Cây rất là đẹp luôn nha. Cây, cái cọng cây của nó thì bự rồi, bự bằng cái ngón nè. Em để cho cả nhà thử thử xem ha, có cây bự luôn. Đây nè, tụi em đã chỉnh hết rồi nha, chỉnh cái này nè, chỉnh tàn đó. Trời ơi, nhìn rất là đẹp luôn nha cả nhà. Nè, bông chuẩn bị nở rồi, bông nó nở màu trắng rất là thơm luôn nha, thơm lắm. Đẹp lắm nha, cây cao tầm khoảng hai ngón tay của em là khoảng 3 tấc rưỡi đi lên hết rồi, có cây 4 tấc luôn. Rồi đây em sẽ quay từ từ cho cả nhà xem nha. Rất là đẹp luôn nha, cây nhìn rất là đẹp luôn. Rồi qua bên này em có tầm được khoảng 50 cây nha cả nhà, 50 cây thôi. Cái tán rất là đẹp, em sẽ qua đây em lôi để cho cả nhà xem ha. Đây, đây, đó, mai chiếu thủy nha, cây rất là đẹp luôn. Rồi chương trình tri ân khách hàng tiếp theo đây, cây này em chỉ bán với giá là 250.000 một cây thôi, và em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Rồi xin mời cả nhà hãy vào xem cái loại mai chiếu thủy nha, hoa của nó rất là đẹp luôn. Đó. Rồi chỉ 250.000 một cây, em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Ai thích thì liên hệ bên vườn mai chiếc chè bông nha.